Thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong thời kỳ thứ ba của 70 năm tình ca Việt Nam, tức là từ sau tháng 4 1975 cho tới nay. Và trong những kỳ phát thanh vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu một số tên tuổi điển hình trong số những nhạc sĩ sáng tác tình ca mà tên tuổi được giới mộ điệu biết tới sau khi ra hải ngoại, như Đăng Khánh, Lê Tín Hương, Việt Dũng, Nguyệt Ánh, Trần Quảng Nam, Trịnh Nam Sơn, Hoàng Thanh Tâm, Trúc Hồ, vân vân. Trên thực tế, những tên tuổi mà chúng tôi đã đề cập tới ấy chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ trong tổng số hàng trăm nhạc sĩ đã góp phần mình vào nền tân nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Mà vì điều kiện khách quan hoặc chủ quan, chúng tôi đã không thể giới thiệu các sáng tác như Diệu Hương, Linh Phương, Khúc Lan, Vô Thường, Trọng Nghĩa, Phạm Anh Dũng, Hoàng Thị Bích Ngọc, Nguyên Bích ở Hoa Kỳ, Bảo Trâm, Thanh Trúc, Hàn Lệ Nhân, Ngô Minh Khánh ở Pháp, vân vân. Ước mong một ngày không xa, chúng tôi hoặc những người tiếp tục công việc này sẽ có dịp giới thiệu tới quý thính giả những sáng tác của các nhạc sĩ ấy. Và bây giờ, trở lại với thời kỳ thứ ba của 70 năm tình ca Việt Nam. Trước khi quay về Việt Nam để tìm hiểu nền nhạc tình trong nước sau năm 1975, chúng tôi xin kết thúc phần nói về hải ngoại bằng cách điểm qua những sáng tác mới của một số nhạc sĩ từng được yêu mến của Sài Gòn năm xưa. Trước hết là Ngô Thụy Miên.
chúc cho em đời yên vui đắm say. Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay, một ngày nào đó vừa rồi là tiếng hát Duy Quang qua bảng, bài Tình ca cho em. Đây là sáng tác đầu tiên tại hải ngoại của Ngô Thị Miên, viết vào năm 1980. Như chúng tôi đã trình bày trong một kỳ trước đây, sau biến cố 30 tháng 4 1975, Ngô Thị Miên bị kẹt lại ở Việt Nam. Trong khi Đoàn Thanh Vân, cô bạn học cũ ở trường Quốc gia Âm nhạc ngày nào, ái nữ của nam diễn viên điện ảnh Đoàn Châu Mậu, người đang cùng Ngô Thị Miên dệt mộng vàng, đã theo gia đình bỏ nước ra đi. Niềm thương nhớ đã trở thành cảm hứng cho Ngô Thụy Miên sáng tác bản Em Còn Nhớ Mùa Xuân. Và đó cũng là sáng tác duy nhất của anh sau năm 1975 tại Sài Gòn. Năm 1978, Ngô Thụy Miên vượt thoát thành công và tới năm 1979 đoàn tụ với người yêu. Sau khi an cư lạc nghiệp tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ, anh đã sáng tác tình khúc đầu tiên tại hải ngoại, tức bản Bài Tình ca cho em mà chúng tôi vừa gửi tới quý thính giả. Kế tiếp là những bản được ưa chuộng khác như Mùa Thu Xa Em, Nắng Paris, Nắng Sài Gòn, Dốc Mơ, Tháng Giêng và Anh, vân vân. Ngô Thụy Miên thuộc thế hệ nhạc sĩ thứ tư, sống vào thời loạn, nhưng dường như anh được sinh ra chỉ để viết nhạc tình, và chỉ nhạc tình mà thôi. Nói về nhạc tình, so sánh giữa các tác giả chẳng những là việc không nên làm, mà còn là việc không thể thực hiện. Bởi vì, tùy cảm quan thưởng thức, mỗi thành phần thính giả có thể yêu mến một tác giả tình ca khác nhau. Nhưng riêng với nhạc tình của Ngô Thụy Miên, ít ra chúng tôi cũng có thể đưa ra một nhận xét mà không sợ bị mang tiếng chủ quan. Đó là nhạc tình của Ngô Thụy Miên là nhạc tình thuần thúy, trơn chất, trẻ trung mà không nhuốm thuyết hiện sinh thời thượng, không mang tư tưởng yêu cuồng sống vội, buồn mà không oán ghét tình đời, thở than thân phận. Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Thu Khóc Trên Ngàn qua tiếng hát Lê Dung.